Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm tin mừng của ngày thứ tư tuần một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Marco ghi lại những hoạt động của Chúa Giêsu, ngài giảng dạy, ngài chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền và ngài trừ quỷ. Và hôm đó thì bà mẹ vợ của ông Simon được diễm phúc gặp Chúa Giêsu và bà được Chúa chữa khỏi cơn sốt. Chúng ta cũng hãy chạy đến với Chúa, xin Chúa Giêsu chữa lành cho chúng ta những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, đặc biệt là những người mắc bệnh trong đại dịch Covid này. Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu, hãy chạy đến với Ngài, kêu xin Ngài cứu chữa. Và Chúa đã hứa với chúng ta, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Và Hội Thánh vẫn tiếp tục sứ mệnh rao giảng và chữa lành của Chúa Giêsu. Trước khi Ngài về trời, Ngài đã truyền cho Hội Thánh, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rao giảng tin mừng cho muôn dân, cho mọi loài thọ tạo. Hãy chữa lành các bệnh nhân, hãy xua trừ ma quỷ. Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu, sứ mệnh cứu thế của Ngài. Chúng ta thấy Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Các giám mục, các linh mục, các phó tế, các giáo lý viên vẫn rao giảng lời Chúa hàng ngày. Các nhà truyền giáo vẫn rao giảng lời Chúa khắp nơi, tiếp tục sứ mệnh rao giảng của Chúa Giêsu. Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh chữa lành của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy có các hội dòng như hội dòng Gioan Thiên Chúa có cái bệnh viện ở dưới Hồ Nai đó. Rồi hội dòng các sơ nữ tử Bắc Ái Huynh Sơn có những trung tâm chăm sóc đón nhận những người cùi, những người sida. Và gần chúng ta hơn trong thế giới này để có hội dòng của mẹ Teresa Canquita, cũng chuyên chăm lo đón tiếp những người bị bệnh nặng, những người hấp hối, những người cùi, những người sida, những người bị bệnh phổi và giai đoạn cuối đó, các sở đón nhận và chăm sóc. Hội Thánh tiếp tục sứ mệnh chữa lành của Chúa Giêsu, chăm sóc chữa lành cho họ, an ủi họ, cầu nguyện cho họ. Và Hội Thánh vẫn tiếp tục sứ mệnh trừ quỷ của Chúa Giêsu qua việc rao giảng tin mừng, qua các bí tích thì ma quỷ, bóng tối sự dữ bị đẩy lùi, đẩy xa. Kính thưa anh chị em, Phúc Âm ghi lại, sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Sáng sớm Chúa Giêsu dậy sớm và đi ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chúng ta thấy Chúa Giêsu hay cầu nguyện ở giữa thiên nhiên lắm. Chúa cầu nguyện nơi hoang vắng, Chúa lên núi Chúa cầu nguyện giữa thiên nhiên. Chúng ta thường thì phần chúng ta thường cầu nguyện ở trong nhà thờ thì cũng tốt, nhưng mà cũng phải học cùng Chúa Giêsu cầu nguyện ở giữa thiên nhiên, những nơi vắng lặng,
Chúng ta nhìn trời đất, nhìn công trình của Chúa, hướng lòng lên Chúa và cầu nguyện. Sáng sớm, Ngài dậy sớm và đi cầu nguyện. Lúc trời còn tối mịt, Ngài thức dậy và đi cầu nguyện. Chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa mà Ngài phải cầu nguyện như thế. Huống chi là chúng ta cần cầu nguyện hơn biết bao, vì chúng ta yếu hèn lắm, cần cầu xin ơn của Chúa nâng đỡ chúng ta. Cho nên người ta nói cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, không những của linh hồn mà của cả thân xác nữa. Như thân xác cần cho sự sống của chúng ta thì cầu nguyện cũng cần cho sự sống tự nhiên và siêu nhiên của chúng ta. Và Thánh Alphonso Ngài nói một câu thời dân: ai cầu nguyện thì chắc sẽ được cứu, ai không cầu nguyện thì chắc phải hư mất. Chúng ta nghe lời của Thánh Alphonso đó. Cho nên là tôi cũng muốn nói với anh chị em là bắt chước Chúa Giê-xu, ngủ sớm, dậy sớm và đi đến nhà thờ cầu nguyện, dâng thánh lễ rất là tốt. Anh chị em nghĩ có tốt không? Thay vì mình thức khuya, mình chơi game, mình coi tivi, mình ăn nhậu, mình làm đủ thứ, thì mình đi ngủ sớm, rồi dậy sớm đi đến nhà thờ dâng thánh lễ cầu nguyện, tốt cho thể xác, tốt cho linh hồn. Người ta nói cái giấc ngủ tốt nhất là từ 9 giờ tối cho đến 3 giờ sáng, khoảng đó là cái giấc ngủ rất tốt, mà chúng ta lại đánh mất, phải không? Ơn Chúa ban. Và người Mỹ họ có câu tục ngữ rất là thực tế. Họ nói ngủ sớm dậy sớm thì khỏe mạnh, thông minh, giàu có và hạnh phúc. Câu tục ngữ của người Mỹ đó. Chúng ta nên suy gẫm: ngủ sớm dậy sớm thì khỏe mạnh, thông minh, giàu có và hạnh phúc. Và chúng ta giữ vững đời sống cầu nguyện, noi gương Chúa Giê-xu. Ở bên Pháp có một anh thanh niên tên là Ozanam. Anh này bị khủng hoảng đức tin. Anh ta bối rối và không còn biết tin tưởng vào đâu. Ở trong cái cơn khốn khó của anh ta tâm tối đó, thì một lần kia anh đi ngang một nhà thờ vắng lặng. Anh vào anh cầu nguyện một chút để có sự bình an cho tâm hồn, thì anh lại thấy có một người đang quỳ lần hạt cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Trong bóng tối lờ mờ, anh ta rón rén đến coi thử là ai, thì té ra đó là ông Ambert, nhà bác học Ambert. Chúng ta biết Ambert là nhà toán học người Pháp. Ông đã phát minh ra những công thức về điện rất là nổi tiếng. Mà trong điện đó chúng ta thấy có cái từ Ampere là cái tên của ông đó. Anh Ozanam đợi cho Ampere cầu nguyện xong, anh rón rén đi phía sau, đi về tới nhà ông ta. Anh ta vào, anh ta xin gặp. Thì ông Ampere ông nói: cậu cần gì tôi sẽ giúp cậu, như giải một bài toán vật lý chẳng hạn. Anh chàng thanh niên này anh nói: dạ thưa thầy, con không có xin thầy dạy về toán vật lý, mà con xin hỏi thầy một câu. Ông nói: thì mà câu này nó lại, anh ta nói câu này nó lại liên quan đến đức tin. Ông nói: đức tin là môn tôi yếu lắm á, nhưng mà nếu có thể giúp được gì cho cậu thì tôi cũng sẽ giúp. Cậu Ozana mới nói: dạ thưa thầy, có thể nào một nhà bác học vừa là bác học mà vừa là một người cầu nguyện không? Người ta ngạc nhiên lắm, sao ông bác học thông thái vậy mà sao ông lại cầu nguyện sốt sắng vậy, ít có lắm. Lúc đó ông cảm động, ông nói: con ơi, người ta chỉ vĩ đại khi người ta cầu nguyện. Kính thưa anh chị em, chúng ta xin Đức Mẹ Thánh Cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta giữ vững và gia tăng đời sống cầu nguyện, biết ngủ sớm dậy sớm, đi nhà thờ, siêng năng lần hạt mân côi, để chúng ta đón nhận muôn hồng ân Chúa ban cho chúng ta.
Amen.